Xin chào mọi người. Khuya hôm nay mình giới thiệu đến mọi người laptop Dell Latitude 5590 nha mọi người. Cái máy rất là chất lượng luôn, hoạt động hoàn hảo từ đầu tới cuối, không có lỗi làm gì hết. Mình sẽ quay cho mọi người xem cái ngoại hình, cái cấu hình và mình báo giá. Giá đợt này là về cực kỳ tốt luôn á mọi người. B732 là mã mình đặt cho máy ha. Bây giờ mình sẽ quay rõ ràng chi tiết. Ở trên vỏ thì không có bị trầy xước hay là cấn móp gì hết nha mọi người. Nó đẹp lắm, và cái phần vỏ, cái phần nẹp nhôm này còn mới ken luôn, không bị trầy xước gì hết. Trên cái phần vỏ là mình thấy là tương đối đẹp, không trầy xước, chỉ có cái dấu là đôi lúc mòn nhẹ, bóng nhẹ đã qua sử dụng, nó cũng tương đối đẹp nè. Mọi người thấy là không có một vết trầy luôn á, bóng hơi bóng nhẹ thì hầu hết con nào nó cũng có đây mọi người. Ví dụ như hơi bóng nhẹ, cái phần này nó cũng dễ bám dính mồ hôi á. Đây là cái chỗ này thì hằng cái dấu sticker nó cũng có hơi bóng bóng nhẹ mọi người, cái dấu bóng nhẹ là hầu hết con nào nó cũng có. Nhưng mà như vậy là tương đối đẹp, không có bị trầy xước là đã thích rồi. Có cái dấu hơi bóng nhẹ nhẹ thôi, không ảnh hưởng gì nhiều. Đây ha, bây giờ mình quay các cái cạnh ở bên. Đây là thẻ nhớ nè, USB Type-C. Đây là ngõ sạc USB HDMI ha. Đây là mạng LAN. Bên này có cả màn hình USB tai nghe. Nói chung là các ngõ cơ bản đầy đủ. Bây giờ vô bên trong mình sẽ quay rõ ràng hơn nha. Ở bên trong là màn Full HD 15.6 inch, màn đẹp không có lỗi làm gì hết trơn nha mọi người, sáng đẹp lắm. Ở phím cũng đẹp tuyệt vời luôn, không có hề có dấu hiệu đã qua sử dụng. Phím bấm rất là nảy luôn mọi người nè, kéo 1 tỷ lần nó cũng không có vấp nữa, rất là sướng. Có phím số rời bên hông nữa, mình bấm dữ liệu bấm số. Đây là một trong những cái dòng mà vô cùng bền bỉ của Dell luôn, vừa có card đồ họa rời, cấu hình vừa cao, dễ dàng nâng cấp, và nó là một trong những cái dòng mà rất là bền luôn, không bao giờ, ít bao giờ mà gặp lỗi hay gì nữa, nổi tiếng là bền của Dell đó mọi người. Latitude 5590 i7 8650 i7 thế hệ 8, i7 gen 8 nha mọi người. RAM là 32GB, rất là khỏe rồi, mình không cần tới cái chuyện mà nâng cấp nữa. Và đây nè, máy chạy song song hai card. Đây là card onboard trong máy, và đây là cái card đồ họa rời. Cái này thì card rời 2GB ha. Mọi người cũng có thể là thiết kế đồ họa nhẹ nhàng, đôi lúc mình xem phim, mình làm những cái công việc mà yêu cầu máy mình phải có card 1GB, 2GB thì con này vẫn đáp ứng đầy đủ mọi người. RAM 32GB khỏe, 5590 thì được cái là vừa bền, vừa chất lượng, màn đẹp tuyệt vời, không có lỗi làm gì hết. Độ phân giải màn hình là Full HD và sáng đẹp nha, 15.6 inch, SSD là 512. Máy thì hoạt động hoàn hảo rồi, cái phần góc này ở đây thì mình thấy là nó cũng tương đối sạch đẹp, nó có hơi cái dấu người ta hơi đã qua sử dụng, hơi để tay nhẹ mọi người, không có đáng kể ha, vẫn đẹp. Bàn rê chuột là rất là đẹp luôn. Bên này cũng vậy, đây là cái dấu hằn cái sticker trước đây của Dell, cái tem số điện thoại của Dell sau này người ta lột ra, nó hơi hằn nhẹ nhưng mà mình thấy là tương đối đẹp nè mọi người, không đáng kể. Cái dấu đã qua sử dụng nhưng mà không đáng kể, như vậy là có thể gọi là tương đối đẹp. Pin nó thì trên 3 giờ kèm sạc zin. Máy thì có tặng cho mọi người tấm nhắn phím quốc tế ha. Luôn luôn kèm sạc zin. Hoạt động hoàn hảo, có thể bật ngửa 180 độ như thế này. Rồi. Và mình báo giá mọi người, giá cực kỳ tốt luôn. B732 giá chỉ có 7 triệu 9 thôi nha mọi người, cho cái con 5590 tuyệt vời. Ai chốt thì inbox mình, giá là cực kỳ tốt luôn. Mọi người mua hàng cọc 1 triệu, còn lại mình ship code nha. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện. Cảm ơn mọi người đã xem kênh, đăng ký kênh của mình nha.